Thiên Channel. Sáng rồi, chị hai thì đi làm, chị ba thì đi học, chỉ còn có một mình ở nhà. Bây giờ mình phải suy nghĩ ra trò chơi gì để mình chơi đây ta? À, biết rồi, mình sẽ chơi trò chơi Hiệp sĩ cứu công chúa. Mình sẽ đóng vai hiệp sĩ, mình cưỡi con ngựa, mình sẽ đi cứu công chúa đây. Hiệp sĩ là chibi trắng. Hiệp sĩ đi cứu công chúa đây. Ý, cái cây đằng kia có một con bướm bướm đang đậu ở trên ngọn kìa. Mình phải đi bắt mới được. Hiệp sĩ tới đây. Phải nhà này không ta? Để coi. Số 3 đường Nguyễn Huệ. À đúng rồi, đây là nhà của chibi trắng nè. Ủa mà bạn ấy đâu rồi ta? Chibi trắng ơi, chibi trắng, bạn có ở nhà không dạ? Mình là Chelsea nè. Bắt con bướm bướm nè. Ây da, sao cao quá vậy? Cao quá sao mình bắt được đây ta? Chibi trắng, bạn làm gì dạ? Chibi trắng, bạn làm gì dạ? Ui da, ai vậy? Ai kêu mà làm mình giật mình dạ? Chibi trắng, bạn còn nhớ mình không? Mình là Chelsea nè. Té xuống. Giờ còn quay vòng vòng mà. Bạn nói cái gì vậy? Bạn là ai sao mình không biết bạn? Chóng mặt quá. Bạn là... Mình là Chelsea. Mình mới dọn nhà về khu phố này nè. Hôm bữa bạn còn dọn nhà phụ mình đó nhớ không? À là Chelsea. Hôm nay mình qua mình rủ bạn với lại Lucy đi qua nhà mình chơi. Qua bên đó các bạn sẽ thích lắm cho mà xem. Đã dạ. Bộ có đồ chơi mới hả? Thì qua đi rồi biết. Đi, tụi mình đi qua nhà rủ Lucy. Rồi xong rồi tới nhà của mình luôn. Đi thôi. Rồi, tới nhà của mình rồi nè. Bây giờ Lucy với lại Chibi Trắng ra phía đằng sau vườn nhà mình đi. Đằng sau vườn nhà mình có một con sông rất là to. Hả? Ra sông làm gì? Con nít không được ra sông đâu nha. Đúng rồi, ba mẹ mình nói phải có người lớn mới được chơi với nước. À, hai bạn yên tâm, mấy chị Barbie của mình cũng đang ở ngoài đó mà, nên không sao đâu. À, vậy thôi, đi. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Wow, con sông bự quá à. Ủa, mà mình ra đây làm gì? Ý, con sông này có nhiều cá quá à. Những con cá lồng tông nhỏ nhỏ nó nhảy lên kìa. À, chắc là Chelsea rủ ra đây để câu cá đúng không? Các bạn thấy thích con sông này chưa? Con sông này có nhiều cá lắm. Mà cảnh xung quanh cũng rất là đẹp. Tại vì có nhiều bông hoa lắm. Vậy đâu, cần câu đâu. Đưa cho tụi mình đi. Tụi mình sẽ câu được thiệt là nhiều cá cho mà xem. Khoan, mình rủ các bạn ra đây không phải câu cá. À, tới rồi. Cái gì tới? À, hình như là một con tàu. Con tàu to quá à. Con tàu này của ai mà đẹp quá vậy ta? Con tàu của nhà mình đó. Chị hai Barbie của mình mới vừa đặt mua trên mạng. Hôm nay người ta mang tới đó. Bự quá. Con tàu bự quá. Con tàu này hình như có 2 tầng luôn. Y như nhà lầu 2 tầng vậy. Thích quá. Tới rồi các thủy thủ ơi. Chúng ta dừng tàu lại và chuẩn bị đi xuống để đưa tàu cho khách hàng đi. Con tàu này hình như là của hãng đồ chơi Peppa hay sao á. Có những chú heo ở trên kìa. Nhưng mà sao những chú heo này da đen thui vậy ta? Đi xuống thôi. Xin chào quý khách. Chị có phải là chị Chelsea không? Chị hai của chị đặt một con tàu ở hãng đồ chơi Peppa. Hôm nay chúng tôi mang con tàu này đến cho chị đây. Dạ đúng rồi. Mình là Chelsea. Đây là món quà sinh nhật mà chị hai tặng cho mình đó. Cảm ơn mấy bạn heo đã mang con tàu đến đây cho mình nha. À không có gì. Chị hai Barbie của chị đã trả tiền rồi. Nên bây giờ em mang con tàu tới cho chị rồi tụi em về.
Cảm ơn, cảm ơn. Nè, hai thủy thủ, đi xuống khỏi tàu rồi đi về nè. Đi ra đóng xe ôm rồi về nhà. Dạ, dạ. Chelsea giàu quá à. Quà tặng sinh nhật mà được nguyên một con tàu bự thiệt bự luôn. Tại vì mình học giỏi, tối mình ngủ sớm, sáng mình dậy sớm đi học không có bị trễ, nên chị hai mới khen mình rồi thưởng cho mình phần thưởng này đó. À, thích thiệt. Vậy thì Lucy với dì Út chi đi trắng về nhà cố gắng làm bé ngoan, ngủ sớm, dậy sớm đi học để được tặng một món quà đồ chơi thiệt là bự giống vậy luôn. Rồi thôi thôi, bây giờ tụi mình lên tàu đi. Lên thôi, lên thôi. Wow, ở phía trước tàu có một cái ghế để mình ngồi mình nhìn những con cá đang bơi lượn nè. À, ở trên lầu là cái chỗ để lái tàu. Ta là thuyền trưởng chi đi trắng đây. Ý, chỗ này đã quá à. Chỗ này để mình ngồi mình câu cá đó. À, đúng rồi, con tàu này có thể biến hình nữa. Hãy xem nó biến hình kìa, chỉ cần nhấn một nút thôi. Wow, con tàu này xịn chưa? Con tàu này có thể biến hình thành một ngôi nhà 2 tầng luôn. Wow, trong ngôi nhà này có đầy đủ đồ đạc hết kìa. Y chang như một ngôi nhà bình thường trên mặt đất vậy. Hay quá, còn có cái cầu tuột nữa kìa. Đâu, mình vô thử đi. À, cái giường này vừa thích cái chibi trắng luôn nè. Ý, còn có cái bồn tắm nữa. Thích thiệt. Mình sẽ tắm ở trên này luôn. À, mọi người ơi, ở đây còn có cái nhà bếp để nấu ăn nữa nè. Còn có nhiều đồ ăn quá. Còn có mứt, có kem nữa đó. Nhìn ngon chưa, có kẹo dẻo nữa nè. À, nhìn hấp dẫn quá. Ừ, đây là con tàu, nhưng mà nó có đầy đủ bàn ghế, giường ngủ, bếp nữa. Cho nên người ta hay gọi nó là du thuyền. À, du thuyền dành cho những người giàu hay chạy đúng không? Ý, Lucy và Chelsea ơi, ở trên này còn có cái cầu tuột nè. Tuột xuống thôi. Ủm, ây da, mát quá, nước mát quá. À, Dũ làm nước văng lên ướt người con rồi nè, Dũ. Con đang định nấu đồ ăn để mình ăn mà. Dĩ Út làm ướt cái chỗ bếp luôn rồi nè. Làm sao mà nấu được. Thôi bơi đi, bơi đi, bơi mát nè. Đã lắm. Giờ mà ăn uống gì. Lucy, xuống dưới đây bơi đi. Mát lắm. Ở dưới này mình bơi, mình còn có thể đụng được mấy con cá luôn. Hả? Giờ này xuống bơi luôn hả? Mới sáng sớm bơi có bị lạnh không vậy Dĩ Út? Không có lạnh, không có lạnh đâu. Xuống đi. Sợ ướt hả? Tạt nước nè, tạt nước nè. Xuống chưa, ướt rồi đó. Xuống luôn đi. Dạ, dạ, đợi con nhớ. Đừng. Đừng có kéo con. Xuống đi. Xuống luôn. À, mát quá. Ôi, cái du thuyền này thích thiệt. À, mát quá. Nè, hai bạn cứ bơi đi. Bơi thỏa thích đi, khi nào mình đói bụng đi vô nhà, mình lấy đồ ăn cho ăn. Ý, quên, mình chưa có đi chợ. Hả, vậy là đói meo rồi. Hi, các bạn ơi, cái con tàu biến hình này là đồ chơi mới của bé Na đó. Các bạn nhìn xem, con tàu này là của hãng đồ chơi Peppa, những bạn heo á. Và con tàu này hay lắm, nó có thể biến hình luôn. Bình thường nó sẽ chạy trên mặt nước. Còn nếu mà muốn ngủ, muốn tắm, muốn ngồi ăn thì chỉ cần bấm nút nó sẽ biến hình thành một ngôi nhà luôn. Và cái tàu này nó cũng có tới 2 tầng. Ở bên trong rất là rộng nha, đủ chỗ cho mấy bạn chibi ngồi luôn đó. Và nó còn có dáng hình của những bạn heo nữa. Đây, mình sẽ gắn cái cần điều khiển vô trong đây. Còn chỗ này là cái ghế để mình ngồi, mình có thể câu cá được nè. Hoặc là hóng mát. Gió trên này rất là mạnh luôn. Và ngoài ra, trong hộp đồ chơi này còn có những cái đề can nữa. Mình sẽ dán vô để mình trang trí cái nhà. Ngoài ra còn có bàn ghế để ngồi ăn uống. Còn có cái giường để ngủ. Có cái gương để soi gương. Và có nguyên một
một bộ nhà tắm luôn, bồn tắm, toilet và bồn rửa mặt nữa đó. Nè các bạn nhìn xem, rất là đẹp đúng không? Và to vừa đủ để mấy bạn chibi vô tắm luôn đó mấy bạn. Wow, trên bàn còn có nhiều đồ ăn quá. Có xúc xích nè, có trứng, rồi có sandwich nữa. À, đặc biệt trên cái tàu này nó còn có cái cầu tuột, để mình tuột từ trên lầu 2 mình tuột xuống dưới mặt nước luôn. Điều đặc biệt là có 3 người thủy thủ, là những bạn heo beta đen thui thù lùi luôn. Thuyền trưởng, rồi thủy thủ phụ dọn nữa. Ý, có cái bạn này giống bạn voi quá à. Chắc là bạn voi dễ thương của chúng ta đó. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Kang Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Na yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh Kang Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.